khu thời trang của Hoa hậu Ngọc Diễm. Ngọc Diễm cho biết ở tuổi 37, cô chuộng những thiết kế thanh lịch, sang trọng và đặc biệt yêu thích gam màu trắng. Ngọc Diễm giấu đường cong trong bộ váy dáng suông kết hợp túi hiệu Louis Vuitton, giữ tóc xô, phụ nữ và sự sống, khi nữ doanh nhân đồng hành cùng phát triển bền vững, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, giữa tháng 7. Hoa hậu cho biết cô vừa là doanh nhân vừa hoạt động trong làng giải trí nên luôn ý thức phải chăm chút hình ảnh, trang phục kỹ lưỡng khi xuất hiện trước công chúng. Ngọc Diễm kết hợp váy trắng và phụ kiện trang sức ngọc trai, tôn vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Hôm 14 tháng 7, người đẹp quê Khánh Hòa xuất hiện ở sự kiện thuộc khuôn khổ dự án Sự Sống với suit trắng. Ngọc Diễm cho biết ở buổi này cô giữ vai trò người điều phối cuộc thảo luận giữa các khách mời nên chọn trang phục kiểu dáng thanh lịch, năng động. Xách túi hiệu Hêm, Hoa hậu du lịch 2008 được khen toát lên phong thái nữ doanh nhân thành đạt. Trong ảnh, Ngọc Diễm hội ngộ chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai ở sự kiện cô phối hợp tổ chức. Mỹ nhân 8X biến hóa hình ảnh khi trang điểm sắc sảo, mặc váy dạ hội trắng ôm khít cơ thể, dự một event hồi tháng 4. Trang phục thiết kế kín trước, hở sau, giúp Ngọc Diễm khoe lưng trần gợi cảm cùng sắc vóc gái một con. Người đẹp chuộng gu thời trang, sang trọng thầm lặng, quyết luxury, được khen tinh tế khi phối váy áo với những món phụ kiện hàng hiệu. Thỉnh thoảng, Ngọc Diễm thích tôn hình ảnh mạnh mẽ, quyền lực trong những bộ cánh hiện đại, hơi hướng menswear. Hoa hậu Ngọc Diễm sinh năm 1987, đăng quang Hoa hậu du lịch Việt Nam năm 2008. Cô vừa là doanh nhân vừa làm MC nhiều chương trình, sự kiện. Ngọc Diễm từng dẫn Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam các mùa 2015, 2017, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu, Hội nghị APEC Đà Nẵng 2017. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.